Hello, xin chào các bạn và các anh chị trên kênh Ichi một cuộc lớp. Thì hôm nay thì mình cũng có gọi là tổng kết lại thị trường và cũng như là sẽ review lại cho các bạn và các anh chị về số Vietnam Index của chúng ta sẽ như thế nào trong thời gian tới. Đó, và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người là khi thị trường mà vẫn giảm điểm rồi đó, thì mình thấy là giảm điểm như này thì mình thấy là sẽ kỳ vọng là thị trường sẽ như thế nào và điều chỉnh về đâu là cái vùng giá hợp lý, đúng không? Rồi thì đầu tiên thì chúng ta cũng phải nói đến về cái những cái chỉ số của chúng ta như thế này. Thì các bạn thấy là hôm nay thì vẫn có một cái số cổ phiếu giảm điểm khá là mạnh và thị trường chúng ta là giảm đi mất 35,13 điểm, tương đương với 3,44%. Thì sau một những cái ngày tăng mạnh thì thấy là đi ngang rồi có một cái sự giảm mạnh tiếp tục và cái thanh khoản lại tiếp tục sụt giảm. Thì cũng như là mình có chia sẻ mọi người là với kỳ vọng mình với kỳ vọng là trong những cái giai đoạn thị trường tạo đáy thì thanh khoản của thị trường nó chỉ rơi vào khoảng 10 cho tới 15.000 tỷ thôi. Thì chúng ta thấy là trong những giai đoạn trước thì có những thanh khoản chúng ta cũng khá là đột biến hơn, lên tới tận 19-20 ngàn tỷ trở lại, đúng không? Nhưng mà chưa tới được vượt qua một cái số tỷ đô. Thì như vậy thì mình thấy là cơ bản thì thị trường vẫn là có những cái kỳ vọng là đi ngang và tích lũy thôi, và đang tạo đáy. Thì để tạo đáy như thế nào thì chút nữa mình sẽ review cho mọi người và những cái hành động của chúng ta như thế này là như thế nào thôi. Bây giờ cái cách mà vậy để mà và đưa ra những cái chiến lược để giải quyết cho những cái vấn đề này đó, thì chúng ta thấy là biết là khi thị trường mà tạo đáy á, thì nó không có thể nào mà chạy nhanh được, đúng không? Thì chúng ta thấy là cũng có một đoạn thị trường chạy rất là thẳng đứng nhưng nó vẫn bị áp lực bán đó. Thì chút nữa mình sẽ review lại. Thì đầu tiên chúng ta là review trong ngày hôm nay thôi, và có 56 mã tăng, thì trong đó có 6 mã tăng trần, hôm nay là 44 mã đứng giá và tới giảm 35 điểm này em thấy là 382 mã giảm và 118 mã giảm sàn. Đó, tôi thấy là cả về VN10 mà vẫn giảm sàn thì thấy là cái sự khốc liệt của thị trường trong giai đoạn này rất lớn. Đó là và về VN10 chúng ta cũng đã giảm xuống mất 4 con số và cũng đã đóng cửa mất đi 46 điểm, tương đương 4,48%. Tôi thấy là giảm khá mạnh hơn so với lại chỉ số Vietnam Index của mình rất là nhiều. Và trong đó là có một mã tăng thôi, đó cổ phiếu GAT, còn không có mã đứng giá và 29 mã giảm, thì trong đó có mã 8 mã giảm sàn. Và cái thanh khoản thì các bạn thấy là thanh khoản của thị trường thì nó cũng về cuối phiên, đúng không? Về cái lực bán thì như thế này mình đánh giá là một cái lực bán, đúng không? Khá là mạnh và gọi là thanh khoản cũng cải thiện và đục gọi là tăng nhỉnh hơn so với ngày hôm trước tí thôi. Về tự doanh ngày 26 này chúng ta thấy là bán ròng nhẹ thôi. Đó, gọi là bán nhẹ thôi, bán nhẹ khoảng hơn 2 tỷ tí. Về nước ngoài thì chúng ta thấy là nước ngoài vẫn mua ròng nha bạn. Vẫn mua ròng là 445 tỷ. Đó, 445 tỷ. Thì thấy là mua cũng khá là tích cực và em thấy là chỉ có ngày này là bán AIB thôi, còn lại thì nếu mà trừ ra thấy là gần như là mua. Nước ngoài chưa có dấu hiệu gì bán, mình thấy chưa có dấu hiệu gì bán ha. Và tự doanh thì cũng mua nha mày, hôm nay chỉ bán nhẹ thôi, không có vấn đề gì hết. Rồi đối với lại tác động thì em thấy là có những cái cổ phiếu tác động, cổ phiếu nhà họ Vin tác động thị trường rất là lớn và các cổ phiếu về ngân hàng. Thì hôm nay mình thấy là nhóm ngân hàng cũng có một cái sự điều chỉnh rất là mạnh, chỉ có cổ phiếu GAT thôi, còn lại mình thấy là những cái cổ phiếu này không ảnh hưởng tới cái chỉ số chúng ta nhiều lắm, đúng không? Chưa 10 mã thì cũng chưa được một điểm nữa. Đó là cái góc nhìn đó, góc nhìn của thị trường như vậy. Và mình thấy là đa phần các nhóm ngành đều có một cái sự đỏ điểm đó. Thì chúng ta nhìn qua những cái nhóm ngành này thì các bạn thấy là đều đa phần là bán và giảm điểm khá là nhiều. Thì cụ thể như là những cái cổ dòng mà như chúng ta nói là dòng thị trường, khi mà giảm điểm thì những cái dòng cổ phiếu dòng thị trường như là dòng
chứng khoán đó, là giảm mạnh nè đó, và tiếp tục là anh thấy là dòng thép đó, dòng thép bán lẻ, rồi những cái cổ phiếu dòng như bất động sản, xây dựng, rồi ngân hàng cũng giảm điểm khá là nhiều đó, chỉ có điện nước thì nó giảm ít thôi, thì có nhiều phiếu như gas thì có những cái sự bật tăng, cho nên là cũng ảnh hưởng làm cho chỉ số này cũng giảm ít đi đó. Thì các bạn thấy là ở trong đây ha đó. Rồi đó là một cái góc nhìn về thị trường và chúng ta review được thị trường. Rồi chúng ta qua qua những cái khác để cho các bạn và các anh chị cùng xem. Đó là chúng ta nhìn về thị trường sẽ như thế nào. Thì đầu tiên là chúng ta nói về ngắn hạn. Thì đối với ngắn hạn thì tại sao mình nói với các bạn thị trường trong những cái đoạn này nếu mà rơi thì em thấy là rơi thẳng xuống ở cái vùng mà 8965 9985 986 thì nó sẽ là hấp dẫn. Nhưng mà tới đây thì mình thấy không hấp dẫn nữa. Tại vì mình thấy là ở đây nó tạo ra một cái sự tích lũy khá là mạnh rồi, thấy không? Đó, thì ở đây với cái đà giảm này mà khi nó phá cái chỗ này mình còn chỉ vào các bạn trong buổi sáng thì chúng ta thấy là cái điều kiện cho cái sự mạnh này còn mà tiếp tục có thể diễn biến vào ngày mai và ngày kia. Đó, thì mình nghĩ là thị trường vào ngày mai vẫn là một cái phiên giảm mạnh. Một cái phiên giảm mạnh và đầu đầu phiên sẽ giảm mạnh và chúng ta sẽ coi về cuối phiên. Ở cuối phiên thì chúng ta sẽ coi thế nào. Đó. Rồi tại sao mình nói với các bạn và các anh chị là thị trường đã điều chỉnh rất sâu và đã tạo ra một cái đáy rồi. Đó, bây giờ chỉ tạo cần một cái tạo nền. Đó. Và cái việc mà chúng ta đầu tư và giao dịch trong cái việc ngắn hạn này thì chúng ta sẽ thấy là nó rất khó và nó không tăng nhiều. Đó. Có tăng cũng không tăng nhiều và giảm thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta vào vào rất sốc. Đó, các bạn đó, như bạn nhìn thấy đây, nếu các bạn đua ở đây đúng không? Thì có thể các bạn thắng, nhưng mà trong giai đoạn này bạn thấy là thị trường đi ngang nó lình tình có những cổ phiếu tăng giảm bất thường mà chúng ta đua nữa thì chúng ta thấy là gần như bị áp lực rất lớn rồi. Chúng ta cùng xem là sẽ như thế nào, tại sao mình nói là đã là dài hạn vậy đó. Thì bạn thấy là đối với thị trường hiện tại nha, đối với thị trường hiện tại là đã có một cái điểm không, một cái điểm là điểm đáy, một cái điểm wash out của thị trường, gọi là một cái điểm mà gọi là gần như là bán tất cả những margin không, cái margin trên thị trường. Vì sao các bạn thấy là đối với là thị trường nó có những cái điểm này đó, thì em thấy là những cái điểm giảm mạnh như thế này đó là do thị trường margin, có margin và ảnh hưởng bởi những trái phiếu và những cơn cơn quét của thị trường, bạn thấy rất là khủng khiếp đúng không? Thì nó mới tạo ra những cái cú này. Thì tại vì mình thấy tại sao mình phân tích lại như thế này, tại vì các bạn có một số các anh chị và bạn vẫn hỏi mình là thị trường vẫn có thể về 700 hay không? Đó. Thì vì các bạn thấy phải hiểu là thị trường hiện tại là những cái gần như bán tháo, bán đổ, bán bỏ trong đợt vừa rồi, người ta bán hết rồi, đó, người ta bán hết rồi. Đó. Còn với đoạn này mình thấy là từ đây mà về đây nó cũng rơi vào khoảng 100 điểm nữa thì có những cái cổ nào nó rơi như vậy không? Mình nghĩ là không, có một số cổ phiếu thôi và đa phần thị trường sẽ là không. Tại vì các bạn biết á, là thị trường về mặt dài hạn á, ở đây như mình có nói mọi người tại sao mình sẽ không bắt ở 8986 đúng không? Thì chúng ta tùy theo giai đoạn, thì chúng ta thấy là ở những giai đoạn trước thì được và đoạn này thì không, vẫn đang là giảm mạnh. Cho nên mình chỉ thấy là cái hỗ trợ về mặt dài hạn của thị trường nó nằm ở 54 này đó, và vẫn là cái vùng cũ mình đã dự đoán với mọi người. Thì những cái vùng này nó vẫn là một cái dài hạn của thị trường và vẫn là một cái hỗ trợ đó, vẫn là một cái hỗ trợ của thị trường đó. Cho nên là các bạn phải hiểu là ở đây là một cái nến tháng rất dài, đúng không? Cái nến tháng rất dài thì cho nên là các bạn sẽ hiểu được là áp lực cho các bạn về mặt ngắn hạn rất lớn. Nếu mà các bạn hiểu được vấn đề này thì mình nghĩ là các bạn sẽ không sử dụng đoạn này nếu có mua bán. Trừ khi nào các bạn, trừ khi nào một xu thế về mặt khung tuần nó chuyển lại với cái xu hướng tăng, xu hướng tăng thì nó mới là hấp dẫn để cho các bạn sử dụng trên mức tối đa. Không, có nghĩa là một cái xu hướng như thế này nó phải chuyển là một cái xu hướng tăng ở trên đây, vượt qua những cái vùng này
thì cho các bạn cái hướng gọi là margin rất lớn. Còn ở đoạn này thì mình nghĩ là các bạn không nên sử dụng margin, vì thị trường tạo đáy thì chúng ta thấy là nó rất khó chịu đúng không? Đó, cho nên là các bạn, mình nghĩ là các bạn cũng biết được điều này thì mình nên hạn chế những cái việc đó. Và chúng ta thấy được là như mình có nói mọi người, thị trường khi không vượt được những cái vùng kháng cự này sẽ đi dao động trong cái vùng. Cái này là cái điều mà chúng ta đã thấy được từ rất sớm, không mấy tuần trước rồi, chứ không phải tới tuần này mới nói các bạn. À, cho nên là mình thấy được cái điều này thì các bạn thấy là mình luôn chia sẻ cho các anh chị và các bạn khách hàng chúng đã là khách hàng của mình thì mình cũng đi chia sẻ là cái việc mà thị trường tăng là chúng ta là cơ hội để cơ cấu, tại vì mình biết được là các anh chị và các bạn bị mắc kẹt ở những cái vùng trên cao rất nhiều. Đó, trong cái việc mà thị trường tăng mình là cái việc cơ cấu là cái việc chính. Đó, cơ cấu là cái việc chính, còn cái việc mà mua bán thì chúng ta thấy là đó là những cái mà chúng ta ngắn hạn thôi. Đó, và chúng ta luôn luôn giữ được cho cái tài khoản cân bằng. Thì bạn thấy là nếu mà tài khoản cân bằng thì cái việc xử lý của các bạn và các anh chị trong cái đoạn này nó rất dễ không? Đó, bây giờ thị trường có chỉnh thì các bạn thấy lật lại mở ra cho bạn cơ hội mua. Đúng không? Đó, và có anh chị và bạn cũng nói mình là cũng không biết thị trường ở đâu là đấy. Thì mình nói với bạn là thị trường đã, những cái người mà nắm giữ mà lâu nhất đó là chủ doanh nghiệp bị bán ra, đó, bị giải chấp, thì ở đây gần như không còn nhiều nhà đầu tư gọi là mà có một cái lượng hàng lớn để bị giải chấp nữa. Thì có thì họ cũng đã chuyển thành một cái dài hạn rồi, đó, họ cũng nắm dài rồi chứ cũng bán gọi là lắc nhắc ở cái chỗ này. Và đặc biệt thì các bạn thấy khối ngoại cũng liên tục mua, tự doanh cũng mua chứ không hề bán ra nhiều nha bạn. Bạn hãy để ý đi, tự doanh cũng không mua, không có bán ra nhiều đâu, các bạn để ý lại đúng không? Đó, tự doanh là cũng mua nha bạn chứ không bán. Đó, như vậy thì bạn thấy là chỉ có cá nhân của chúng bán ra nhiều. À, bán ra nhiều đúng không? Đó, thì bạn thấy là đây là những cái vùng mà đã tạo đáy rất là hấp dẫn rồi. Chỉ có một cái là các bạn sử dụng tài khoản của mình như thế nào và chọn lựa như thế nào. Đó, thì cái đó là các bạn quyết định thôi. Chứ mình nghĩ là sau qua khoảng tầm Tết thì các bạn có hiểu là gần Tết thì những cái lượng tiền của thị trường nó không lớn được đúng không? Vì đa phần ở giai đoạn này đầu tư cũng vẫn phải là nghỉ Tết đúng không? Nghỉ lễ Giáng sinh rồi nghỉ Tết dương lịch, xong đó thì nó cũng cận Tết thì nhiều nhà đầu tư cũng rút tiền ra và giao dịch, gọi là một phần các bạn phải hiểu là mắc kẹt, đó, không bán. Và cái thứ hai là họ đầu tư, họ sẽ không bán ở giai đoạn này, đó, tại vì họ đã xác định đầu tư thì họ đã mua những cái không có lý gì họ bán, đó. Và chỉ có khi điều chỉnh thêm thì họ mới mua thêm. Mình hiểu là khi mà điều chỉnh họ sẽ mua thêm, cho nên các bạn để ý phải không? Nếu các bạn để ý đúng thì các bạn nhớ liên hệ với mình với số điện thoại này 0986350563 để bạn có thể mở tài khoản tại SI hoặc VPS để mình có thể hỗ trợ cho mọi người tốt nhất với những giai đoạn khó này. Đó, thì mình dự đoán với các bạn là ở cái vùng 950 cộng trừ này cũng sẽ là một cái vùng hỗ trợ rất tốt, và chúng ta là cái vùng may đúng không? Thì các bạn phải dự kiến cái may, mình nói các bạn làm gì, may nó rất bồng bềnh thì cho nên là mình cũng không có loại trừ nó nhúng về 950 này, và có thể là về tới tận 935, tận về 935 ngay cái chỗ này cũng là chuyện bình thường. Đó, thì mình sẽ có một cái vùng, mình cái này mình không tô màu được nha các bạn, mình mà tô màu được mình cũng tô lên cái này. Đó, mình để khúc này cho bạn. Đó, bạn thấy là điều kiện gì, là nó nhúng xuống rồi nó tạo rút chân thì sao? Nó tạo rút chân thì các bạn thấy là tạo ra một cái sự cảnh báo đảo chiều, và cũng có thể hình thành cho các bạn một cái mô hình vai đầu vai. Nhưng mà cái vai đầu vai này nó đây là mô hình vai đầu vai ngược nha các bạn, đúng không? Mô hình đầu vai, vai đầu vai ngược trong đây thì mình không vẽ được đó, nhưng mà mình vẽ bự bự lên các bạn sẽ thấy đó, nó tạo ra mô hình vai đầu vai ngược này. Thì như vậy thì thấy là gì, phải cần có một cái điểm rút chân và sau đó nó có một cái điểm tăng. Bạn thấy là đối với cái đồ thị này thì nó khỏi, bạn khỏi cần phải nhìn vai đầu vai,
Đúng không? Và chỉ cần nhìn nó vượt qua đây thì em thấy là cũng vượt qua những cái vùng nền của vai đầu vai này rồi. Thì chúng ta thấy nó cũng tạo ra một cái tăng, đúng không? Đó, thì bạn dùng cái mô hình gì nữa thì cũng phải có một cái điểm xác nhận, gọi là break khỏi cái neckline, đúng không? Break khỏi cái neckline của cái mô hình vai đầu vai này, cũng như là thấy đây có đường rồi, có một cái đường rồi, khỏi cần luôn. Đó, bạn thấy Ichimoku lợi hại không? Nếu bạn thấy lợi hại thì cho mình một cái tiếp một, comment thôi, và có thể bắn tim đó, và thấy những cái chia sẻ của mình mà hữu ích để cho các bạn trong tuần này bắt ở những cái vùng 930, 935 cho tới 955. Đó, mình chỉ thấy được là một số đẹp thôi, 950 cộng 5 là một con số khá là đẹp rồi. À, của mình cũng không cần là 930, 935 gì đâu à. Mình thấy là cái vùng đó là vùng hấp dẫn để mình tham gia. Đó, các bạn thấy được những cái vùng đó hấp dẫn, các bạn có thể là tham gia không? Mà nếu mà có hiệu quả sau đó mình cũng không cần là bạn donate liền. Đó. Nhưng nếu mà các bạn bắt được thì các bạn có thể donate cho mình qua những số tài khoản của Momo, VBank, cũng như là các bạn nếu mà mình thấy là ủng hộ mình hơn thì có thể làm mở khách hàng và làm khách hàng của mình VPS hoặc là ARI với những cái ID là ARI là 1791 và VPS là 530. Đó. Thì lâu rồi thì ở VPS thì mình cũng không có quảng cáo nhiều đúng không? Cho nên là cũng cũng bị thiếu KPI rất nhiều ở đây các bạn. Cho nên là bạn có thể ủng hộ mình ở VBS hoặc SA đều được ha. Rồi, đó là về thị trường. Chúng ta cùng có một cái góc nhìn rồi. Thì mình sẽ phân tích cho các bạn những cái nhóm ngành lớn. Tại vì các bạn thấy là thị trường rất nhiều nhóm ngành, đúng không? Nhưng mà những cái nhóm ngành chủ lực giao dịch nhiều như thế này nó sẽ tác động lên cái chỉ số rất lớn, và nếu mà lan tỏa được tốt thì những cái nhóm ngành còn lại nó cũng sẽ rất dễ tăng, rất dễ bật tăng trở lại và nó sẽ hấp dẫn cho các bạn được. Đó, vì vậy thì chúng ta phải cần chủ đạo nhìn vào những cái cổ phiếu mang tính chất vốn hóa lớn, đúng không ạ? Thì chúng ta cùng nhìn vào nha. Đầu tiên là những cái nhóm ngành như là ngân hàng. Đó, thì nếu ngân hàng điều chỉnh thì chúng ta sẽ như thế nào? Thì như các bạn mình có nói mọi người đúng không? Buổi đánh số không được mà. À, cho mình xíu nha. Bắt thử. Hay không đánh số được. Rồi, thì như vậy các bạn chờ mình tí, uống ngụm nước bạn, nãy giờ nói hơi nhiều ha. Thì như mình nói với các bạn thì đối với ngân hàng thì với cái điều chỉnh này như lần trước thì ngon đúng không? Thì mình có giải thích mà nếu mà điều chỉnh thì ngon. Nhưng mà cái điều các bạn muốn mua như buổi sáng mình đã nói với bạn từ đây chỗ này đó, nó vẫn nằm ở đây. Nếu ông muốn mua các bạn phải mua những cái sự breakout thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Đó. Còn nếu mà điều chỉnh thì thôi, các bạn nên điều chờ nó điều chỉnh về những cái vùng đáy ngay chỗ này. Không, nó còn cái hỗ trợ dưới đây. Thì điều chỉnh về cái hỗ trợ này nó sẽ hơi lằng nhằng. Nghĩa là nó sẽ tích lũy chậm hơn, lâu hơn. Thì cho nên là tại sao mình nói với các bạn là trong đoạn này nếu các bạn muốn mua, muốn tham gia thì cũng nên hạn chế mua riêng là vậy. Đúng không? Thì mình thấy được là chậm. Không có ăn được. Rồi, tiếp đến. Tiếp đến. Đến là gì? Nếu bạn muốn mua nên chờ điều chỉnh về đây ha, bạn sẽ mua. Thì chúng ta coi một số cổ phiếu như là mình coi là về ngân hàng thì có Vietcombank, nói chung là hơi lình xình, nó chưa chỉnh. Thì nếu có chỉnh hay thấy là một cái hỗ trợ nằm ở cái vùng 4, 4.5 thì chúng ta sẽ có một cái biên dao động là 74, 75.
bạn sẽ tham gia được. Rồi BAD, BAD cũng chưa chỉnh nhiều. Công thương, ok, công thương điều chỉnh thì chúng ta thấy là cũng đang có những cái vùng hỗ trợ ở trên đây. Đó, thì các bạn sẽ xem xét cho công thương ở những cái hỗ trợ này. Nó rơi rơi vào khoảng khoảng tầm tầm này thôi. Nhưng mà cái vùng hỗ trợ ngay chỗ 24.5 thì các bạn có thể là đưa một cái biên từ vùng 24-25. Nói chung là các bạn mua công thương là giai đoạn này cũng nhận được 24-25, cũng là giai đoạn để mà các bạn mua. Rồi như STB là những cái cổ phiếu mà mình thấy mọi người cũng đang rất là nhìn rất là nhiều. Mình cũng nói mọi người đây là một cái vùng kháng cự, đúng không? Đây là cái vùng kháng cự thì mình có quyền chốt lời và mình chờ đợi những cái vùng giá thấp chỗ này mình mua. Đó. Thì ở đây thì nó đang là một cái hỗ trợ ngắn như này. Nếu mà ngày mai mà anh thấy là có một cái sự nhúng sâu xuống thì ta thấy là đang có một hỗ trợ 20, 19, 20, thì đây là những cái vùng mình nghĩ là cho các bạn và các anh chị tham gia được đối với STB, không điều chỉnh về sẽ là hấp dẫn hơn đó. Và như VBank, không mình sẽ chia sẻ mọi người là những cái điểm mua ở đây và chia sẻ mọi người ngay trên live đó là một cái điểm T cộng thôi, tại vì chúng ta thấy là đang tích lũy T cộng thôi. Còn nếu mà điều chỉnh hơn thì thấy là nó sẽ đâu đó về lại những cái vùng hỗ trợ dưới đây 16, vâng 16.3 này, chúng ta sẽ coi nó là một cái điểm mua. Đó là một cái vùng loanh quanh ở cái vùng đặt một cái biên thôi, 16.5 được đó. Một số cổ phiếu ngân hàng thì mình cũng không nói nhiều được các bạn đó, thì ngân hàng thì nó rất nhiều cổ phiếu đó, ngân hàng nó rất nhiều rồi thì một list ở đây luôn nè bạn. Các bạn nào mà cần thiết hơn thì có liên hệ mình đi đó, mình sẽ hỗ trợ cho mọi người cái điểm mua. Thì mình trong giai đoạn khó này thì mình nghĩ là mình vẫn chia sẻ được cho mọi người, nếu mọi người hỏi thì mình sẽ trả lời thôi, không có vấn đề gì hết nha bạn. Còn các bạn yêu quý mình thì có thể là mở tài khoản ủng hộ mình hoặc là chuyển ở đây thôi, không có vấn đề gì hết. Đó là về nhóm ngân hàng. Và tiếp theo là nhóm ngành xây dựng. Nói chung là chúng ta coi nhóm ngành xây dựng sẽ như thế nào thôi. Thì các bạn thấy là đối với, nếu mà các bạn nhìn kỹ hơn không? Đó, thì chúng ta thấy là về khung tuần ở đây đó, thì bạn thấy là đang có một cái bình mở đây mình thấy nè, đúng không? Nhưng mà mình thấy đây bạn sẽ thấy dễ thấy hơn đó, nó đang có một trong những cái điều chỉnh về gần ở những cái vùng rút chân hoặc vùng đáy lần trước nhóm bất động sản rồi. Nhưng mà mình về nhìn thấy những cái vùng dài hạn đó, dài hạn thì đây là một cái vùng mà đã gần như cũng gần rồi bạn, đúng không? Gọi là những cái vùng hỗ trợ rồi. Đây mình thấy là vẫn là hỗ trợ cho cái vùng bất động sản, thì các bạn cũng nên xem xét thôi. Và ở đây thì đối với lại daily thì bạn thấy là như mình cũng thấy là những cái xấu này nó sẽ điều chỉnh, và mình thấy là nếu mà nó bằng cái đáy này thì nó tạo ra một cái mô hình W chẳng hạn, đúng không? Và nếu phá đáy nữa thì bạn thấy là sẽ cũng có thể rất dễ tạo ra một cái sự phân kỳ về mặt khung tuần này, đúng không? Mình thấy là về những cái RSI, RSI này đó, thì nếu phá đáy thì thấy là nó có một cái phân kỳ này. Ta cần lưu ý và xem xét cho với cái việc bất động sản. Bất động sản thì cũng rất nhiều cổ phiếu thì các bạn có thể xem được. Mình thấy là như Nam Long đó, nếu có điều chỉnh thêm thì sẽ ngon hơn. Hoặc là Khang Điền đó. Thì Khang Điền như mình có nói mọi người là cũng đây là những cái điểm nhưng mà cũng phải chưa một cái điểm bắt thật là tốt lắm, đúng không? Chưa phải là tốt lắm, chúng ta cũng nên chờ thêm. Mình nghĩ là nên chờ thêm đó. Mình mở ra cho bạn cùng xem Khang Điền nè, không? Khang Điền mặt ngắn hạn thì cũng chưa phải là cái điểm tốt lắm, thì chúng ta coi chờ thêm đi ha. Mình nghĩ sẽ có một cái nhịp nhúng xuống đây là cũng được. Nói chung là đây cũng là đang là một cái hỗ trợ cho Khang Điền, đúng không? Nói chung là các bạn thấy là khả năng thì bất động sản sẽ là một cái nhịp cổ phiếu có thể hồi đó, vì mình thấy là bất động sản đã có một cái nhịp chỉnh trước và đang gọi là một cái vùng đáy dài hạn. Nếu bạn nhìn kỹ là đây dòng bất động sản là đây cái vùng đáy dài hạn như vậy, được không? Đó, thì đây mô hình gì W cũng đúng không? Thì bây giờ W phải cần xác nhận đó.
Và nếu mà ông thấy là phá đáy mà rút chân lên thì cũng rất là đẹp, được không? Ta vẽ lại rồi mình để vẫn trên một cái như thế này để cho các bạn nhìn nha. Và tiếp theo là cái dòng chứng khoán. Thì đối với dòng chứng khoán thì các bạn thấy không, đây là một cái vùng như mình còn để số 1 nè, đây là vùng kháng cự lần đầu tiên, được không? Kháng cự lần đầu tiên thì nó có thể bị điều chỉnh. Thì mình thấy là đối với cái dòng này nó có thể là bị điều chỉnh về sau một nhịp dưới đây, ở dưới tầng cái mây này. Đó, thì các bạn sẽ xem nếu bắt đáy được thì không thì tốt thôi. Nhưng mà đối với cái dòng này thì mình thấy đợi tốt nhất là đợi vào thứ ba, tư và thứ năm, đẹp nhất là thứ năm là sẽ có những cái điểm mua cho dòng chứng khoán này. Thì tại sao mình nói với các bạn là như dòng SSI ở cái vùng này? Đó, đây cũng là một hỗ trợ, như mình nói đánh giá mọi người là ở 17.5 này, 17.45 này vẫn chưa phải là một điểm bắt đáy, thì mình vẫn kiên nhẫn chờ thêm một đoạn ở dưới. Nếu mình nghĩ là chỉnh về tầm 15 sẽ là hấp dẫn hơn, chỉnh về 15 là sẽ hấp dẫn hơn đối với SSI. Và thứ tư và thứ năm thì các bạn sẽ chú ý đối với SSI nha. Như HCM ở đây mình thấy là cái điểm này nó cũng thể như thế này, thì các bạn nên xem ở những HCM này ở cái vùng 18, cái vùng mây phẳng này tí, tầm 17.5, 18 gì đó. Đây là một cái điểm, nhưng mà các bạn tốt nhất là nên đợi vào ngày thứ 4 thứ 5, và tiếp theo là dòng thép. Thép thì cũng tương tự thôi các bạn, cũng không khác gì dòng chứng khoán. Đó, thì hai cái dòng này nó cũng tương tự như nhau. Đó, thì đối với lại thép thì bạn nên đợi hơn một tí, sâu hơn một tí chút được. Mình nghĩ là tầm thứ tư thứ năm thì bạn sẽ có những cái điểm mua nó hấp dẫn hơn, hấp dẫn hơn. Mình nghĩ là đối với lại Hòa Phát chẳng hạn thì cũng có những cái điểm mà thấp thấp xuống một tí là cũng hấp dẫn các bạn, không? Từ bạn này thì mình là rơi vào tầm cỡ này thôi, chỗ này may phẳng này được, chúng ta cần quan sát thôi. Nhưng mà điều kiện thuận lợi nhất, mình thấy điều kiện thuận lợi nhất vào thứ tư thứ năm, tốt nhất là thứ năm. Đó là chúng ta cùng nhìn về đó. Rồi tiếp theo là cái ngành bất động sản rồi, ngân hàng rồi, ngành lớn rồi. Chung là tiếp theo là ngành xây dựng. Xây dựng là cái nhóm vật liệu xây dựng, là cái nhóm mà các bạn rất lưu ý ở cái nhóm đầu tư công. Đó. Thì mình nói với bạn ở đây là một cái vùng mà gọi là kháng cự, đúng không? Đó, thấy nó vẫn chưa vượt được. Thì có phải là nó phải điều chỉnh về? Điều chỉnh về thì mình thấy là trong một cái điều chỉnh này thì nó cũng là một cái gần cái vùng dài hạn rồi, thì các bạn có thể xem xét ở trong cái vùng mây này, nếu điều chỉnh thêm một chút nữa thì đối với dòng này cũng khá là ok. Ví dụ như cổ phiếu VCG đó, thì mình thấy là nếu mà chỉnh về vùng mây phẳng này tầm ở khu vực giá thôi, nghĩa là ở khu vực giá từ cái vùng 15 này trở đi thì cũng là hấp dẫn rồi bạn. Nếu mà chỉnh thêm một tí nữa thì cũng là hấp dẫn đối với cái dòng này rồi, thì các bạn có thể xem xét ở cái vùng giá 15, gần 15 cộng trừ tí đó. Và cái về mặt dài hạn thì các bạn thấy là gì, về mặt dài hạn của cổ phiếu này á, thì các bạn thấy là tắt đi một số này cho các bạn dễ nhìn đó. Thì nếu ở đây thì nếu mà có những cái trong đóng nến trong tháng 12 này, đúng không, các bạn thấy là nếu mà nó tăng á, thì nó có thể tạo ra một cái sự phân kỳ về mặt ngắn hạn cho cái đường này, đúng không? Cái đường RSI về mặt phân kỳ, mình thấy là phân kỳ về mặt trong tháng là nó là một cái điểm hấp dẫn rất lớn, đúng không? Điểm rất lớn thì chúng ta chỉ tìm được những cái điểm mua về mặt ngắn hạn để cho các bạn mua và nắm giữ. Cho nên là bạn thấy là ta biết được những cái tiềm năng rất lớn như vậy, nhưng mà và khi đã nắm giữ rồi mà chúng ta không về mặt dài hạn thì ai cũng nghĩ là dài hạn. Mình nghĩ là các bạn đang nghĩ dài hạn rất hấp dẫn nhưng không giữ được là chúng ta mua cứ liên tục mua bán như vậy, thì nếu các bạn mua được những cái vùng này các bạn bán, đúng không? Bán xong rồi các bạn lại mua,
mua xong rồi thì chúng ta thấy là khi mà như vậy chúng ta lại chỉnh về lại đây, chúng ta lại cắt lỗ. Và khi chỉnh về đây lại cắt lỗ là nó lúc này thì gần như là nếu mà bạn mua và nắm giữ những cái khúc này thì có thể là các bạn sẽ chịu tốt hơn trong những cái đoạn này, đúng không? Đó. Và đặc biệt thì chỉ có các bạn mà chỉ nhìn về áp lực và không chịu được nhiệt với khi thị trường bắt đầu tạo đáy. À, trừ khi các bạn thấy là thị trường phải quay lại những cái vùng giá trên thì các bạn mới thấy hấp dẫn được. À, và SN cũng vậy thôi bạn. Đó. Mình thấy là nếu mà điều chỉnh về những cái vùng đây thì cũng khá đẹp, từ cái vùng giá 8. Đúng không? Giá 8 cho tới SN thì vẫn còn một cái điểm, không? Đó là cái vùng giá 8.2 sẽ là hấp dẫn cho với FCN. Thì các bạn có thể xem xét cho cái cổ phiếu này nha. Nói chung là đây là có những cái cổ phiếu đá, chẳng hạn như KSB, các bạn thấy là vật liệu xây dựng thì KSB vẫn đang có cái vùng tích lũy, thì tích lũy thì chúng ta gọi là thăm dò thôi, chưa khi nó chỉnh thì phải chỉnh ra một cái chỉnh ra mặt. Chỉnh ra mặt có nghĩa là phải chỉnh một cái đoạn để bạn bắt đáy thành công, chứ còn nó tích lũy này nó chưa tạo ra một cái xu thế rõ ràng, nó đang quay. Thì bạn thấy là không phải, nếu mà chỉnh thì chúng ta mua những cái điểm hỗ trợ này là ok. Nếu có điều chỉnh về vùng 16 chẳng hạn, về vùng 16 bạn cũng sẽ xem xét được. Đó, hoặc là dưới tí. Đó, nhưng mà mình nghĩ là tầm ở vùng 15 thì dẫn hợp đoạn này chúng ta chơi với may đi. Ok hơn. Hoặc là DHA, đúng không? À, đá Hóa An này bạn, đúng không? Thì như mình cũng giới thiệu mọi người trong cái đoạn này thì chúng ta thấy là đây là có một cái hỗ trợ, thì các bạn có thể tận dụng cái việc mà hỗ trợ này các bạn tham gia. À, thì đấy là những cái điểm hỗ trợ rơi vào tầm 31.5 cho tới cái vùng 31.5-32 thì chúng ta cũng không loại trừ nó nhúng xuống và nó bật lên, thì các bạn cũng có thể tham gia với DHA này nha. Rồi một cổ phiếu nữa mình cũng hay chia sẻ mọi người, đó là cổ phiếu về VSC, không? Container Việt Nam nè. Thì như mình có nói mọi người, đây là cái vùng mà đang tạo đáy và nó đã gọi là thị trường, nó đi sâu cả thị trường nữa bạn. Và đang là một cái hộ rất dài hạn, mốc 28.8. Thì như mình nói các bạn, thì những cái biên dao động này thì các bạn có thể canh mua cổ phiếu này khi nó có những cái mức giá giảm mạnh. Nó giảm mạnh về 28 hoặc là 29, giá 28-29 đối với cái này để cho các bạn nắm giữ tương đối tốt được ha. Thì mình kỳ vọng là mình chia sẻ cho các bạn và các anh chị một số cổ phiếu rồi và vị trí mua rồi và thời gian có thể canh này. Đó. Còn các bạn nào chưa kiên nhẫn được thì hay là ok mình có thể là rải đá dò được. Đó. Nhưng mà mình nghĩ là chủ yếu là các bạn nhìn nhận được thị trường như thế nào là quan trọng nhất ha. Rồi nếu các bạn nào vẫn hoang mang thị trường chưa như thế nào thì có thể liên hệ mình với cái số điện thoại ở trên màn hình đây hoặc dưới cái phần mô tả thì mình chia sẻ thêm, để hoặc các bạn có thể call trực tiếp cho mình. Các bạn để được sao mình nói đây là thị trường đấy khó khăn cho các bạn giao dịch ngắn hạn thôi, nhưng mà các bạn thấy được hiệu quả của nó thì nó hấp dẫn cho các bạn mua được những điều chỉnh này. Rồi, cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp nha. Video kế tiếp và bye bye. Và chúc các bạn một cái tư thật mắng.